Mời quý vị và các bạn nghe bài viết với tựa đề Lý do không công bố danh tính 9 người vượt biên qua Hàn Quốc bằng chuyên cơ của Văn phòng Quốc hội. Bài viết của tác giả Cộng tác viên Dân làm báo. Trên mạng xã hội vừa loan truyền một số hình ảnh được cho là có liên quan đến phi vụ đưa người vượt biên bằng chuyên cơ của Văn phòng Quốc hội. Các hình ảnh được công bố cho thấy sự xa hoa của các lãnh đạo luôn ra giả khẩu hiệu do dân và vì dân trong các chuyến công cán nước ngoài. Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một lần nữa ghi dấu ấn thật sang bên cạnh thành tích có 300 bộ áo dài ngay trên khoang thương gia của phi cơ. Các hình ảnh được công bố trên chuyến bay lịch sử vào cuối tháng 12 năm 2018 cho thấy tháp tùng bà Chủ tịch Quốc hội còn có chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và đại biểu Dương Trung Quốc. Làm sao những người đi trung đoàn có thể không biết thông tin danh tính của 9 người đã bỏ trốn khi những hình ảnh này lan tràn trên mạng? Tại sao nhất quyết phải bảo vệ danh tính những người vượt biên bằng chuyên cơ? Sử dụng ngân sách của nhà nước để ăn chơi trác tán, để hưởng thụ xa hoa, để tung tăng tung tẩy. Những người bỏ trốn sang Hàn Quốc sẵn sàng bỏ lại hộ chiếu, phải chăng vì họ đã có sẵn một hộ chiếu thứ hai để sử dụng và được bảo kê từ cấp cao? Với những hình ảnh được công bố, hẳn người xem đã có câu trả lời vì sao không công bố danh tính 9 người vượt biên bằng chuyên cơ của Văn phòng Quốc hội qua Hàn Quốc. Bài viết của tác giả Cộng tác viên Dân làm báo đăng trên Dân làm báo ngày 3 tháng 10 năm 2019. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần bình luận của Mẹ Nấm với chủ đề Đi nhờ máy bay chở Chủ tịch Quốc hội, một hình thức vượt biên mới tại Việt Nam. Tổng thư ký, người phát ngôn của Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Hạnh Phúc. 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc, chỉ đi nhờ máy bay chở Chủ tịch Quốc hội. Đi nhờ người miền Nam mình gọi là quá giang đó các bạn. Nghe giống như là quá giang xe đò quá ha. Và thực ra thì ông Phúc trả lời nguyên văn như thế này: đây là một sự việc rất đáng tiếc. Số người bỏ trốn nêu trên thuộc thành phần của đoàn tham gia sự kiện Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc. Sự kiện này do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức. Những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao. Trong quá trình phục vụ chuẩn bị chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội nước ta đến Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn nêu trên có liên hệ cho đoàn của họ đi nhờ máy bay chở Chủ tịch Quốc hội và chúng tôi đã đồng ý. Những người này không thuộc thành phần đoàn thăm chính thức. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, lãnh đạo Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an phối hợp các bên có liên quan điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ở đây mình thấy rõ ràng có sự đổi thừa. Bởi vì sao? Bởi vì cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc là do ai? Là do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức. Có tới hai yếu tố Hàn Quốc trong đó và bộ tổ chức là Bộ Kế hoạch Đầu tư. Như thế thì quay trở lại với bài toán trách nhiệm. Hôm mà báo Hàn Quốc đưa tin á, là họ đưa tin là phía Bộ Ngoại giao của Việt Nam và Bộ Tư pháp Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm cấp giấy phép. Và bây giờ thì rõ ràng là lại nói rằng là chỉ đi nhờ thôi. Mà các bạn có biết cái máy bay nó không phải là cái xe đò. Và hơn nữa đây là máy bay chuyên cơ. Chuyên cơ được dùng để chở Chủ tịch Quốc hội. Rõ ràng Việt Nam còn có hẳn luôn một cái nghị định của chính phủ, nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. Nghị định này là do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hồi năm 2009 lận, nghị định số 03.
mà trong đó rằng là đối tượng để được đi để mà có đối tượng mà được chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam phục vụ là lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, những đối tượng đặc biệt khác khi có thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. Như vậy là 9 người đu càng máy bay, mình nói vậy cho nó nhanh. 9 người đu càng máy bay kia là những đối tượng đặc biệt khác nằm trong thông báo của Văn phòng Quốc hội. Nhưng mà hôm nay người phát ngôn của Quốc hội lại trả lời rằng là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn nêu trên có liên hệ cho đoàn của họ đi nhờ máy bay chở Chủ tịch Quốc hội và chúng tôi đã đồng ý. Có nghĩa rằng là danh sách này ông Nguyễn Hạnh Phúc phải biết, chứ không phải chỉ giải quyết bằng một cuộc điện thoại. Mà các bạn cũng biết rồi, đi trong một đoàn ngoại giao, qua bao nhiêu là thủ tục giấy tờ, đâu phải đi giống như đi máy bay thông thường mà dùng một cái chứng minh nhân dân để đi lên. Ở đây không được cấp visa ngoại giao, không được cấp visa ngoại giao, nhưng đi trong diện nằm ở mục số 2 của điều 5 là đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam. Mình nói là mình nói luật pháp, mình nói dựa trên lý lẽ, mình không có nói theo cái kiểu nói sao cũng được. Mà đặc biệt nữa rằng là đây là thể diện quốc gia, nói theo kiểu giống như xuề xòa bà con thông cảm đi nhờ. Thực ra tâm lý của người Việt Nam mình rất là dễ xuề xòa. Qua các hôm qua cũng có một chuyện, mình dừng lại chỗ này nói một chút xíu, đó là chuyện lãnh đạo dùng xe công của Hà Nội đi ăn sáng trên đường đến cuộc họp, thì những ý kiến trái chiều, những ý kiến khác cho rằng là phóng viên bơi cái tin đó ra là làm quá, tại vì đang đi ăn sáng trên đường rồi ghé vào đi họp. Xin lỗi quý vị, chứ ở các nước quốc gia, ở các quốc gia tiên tiến làm gì có chuyện mà dùng xe của nhà nước đi rồi đến tạt qua ăn sáng cái rồi đi họp, giống như là làng xã, giống như là kiểu là tùy tiện đó. Chính những việc như thế là những việc lãng phí, là những việc gây hình ảnh phản cảm. Và hôm nay với cái câu trả lời đi nhờ, Quỳnh tin chắc rằng là cả cộng đồng mạng đang bật ngửa với câu trả lời của ông Nguyễn Hạnh Phúc. Nhưng mà mình không có nói theo kiểu cảm tính, mặc dù mình thấy rõ ràng ngụy biện, trí trá, ngu dốt, bằng mọi giá trả lời được hết, bằng mọi giá, và coi người quan sát, coi công dân Việt Nam như là những đứa ngu, muốn nói gì thì nói. Sự việc xảy ra từ đầu tháng 12 năm 2018 mà đến bây giờ là tháng 9 năm 2019, gần một năm rồi, 3 tháng rồi, 9 tháng trôi qua rồi. Mà ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, lãnh đạo Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an phối hợp các bên có liên quan điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều tra làm rõ kiểu gì? Xử lý nghiêm kiểu gì? Mà đến bây giờ 7 người còn chưa tìm thấy. Mấy người đó không có gia đình, không có anh chị em, không có nguồn gốc hay sao? Và nếu như nói như theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, thì người đưa những người này đi là ai? Quá trình chuẩn bị bên phía Hàn Quốc đã nói là Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Việt Nam lo thủ tục hồ sơ. Ở đây lòi thêm ra nữa là Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc, toàn những cơ quan có máu mặt. Và báo chí Hàn Quốc họ cũng đã nói rất là rõ, chính người này chủ đích đi và móc nối với các đường dây cư trú bất hợp pháp. Đây là một hình thức vượt biên chứ còn gì nữa. Nhưng mà như nhận định của Quỳnh, Quỳnh cho rằng vượt biên kiểu này oách quá. Đi cùng chuyên cơ rồi lại được đảm bảo an toàn. Và đi kiểu này
Có vẻ rằng là đỡ tốn hơn là đi xuất khẩu lao động, đỡ tốn hơn là đi du học, đỡ tốn hơn là việc phải đi bằng một hình thức giống như hợp tác lao động hay là đi theo chuyên ngành làm việc mà những con đường tháo chạy ở Việt Nam. Và trả lời rằng là họ đi nhờ và chúng tôi đồng ý là một câu trả lời sức láo và vô trách nhiệm. Ở đó, Bộ trưởng, người phát ngôn của Quốc hội Việt Nam coi người dân giống như là những người thiếu hiểu biết như vậy. Và người dân Việt Nam liệu có chấp nhận như vậy hay không? Đây là lựa chọn của người dân Việt Nam. Nên nhớ rằng là thông tin này nếu như mà phía Hàn Quốc không đưa ra thì rõ ràng rằng là Việt Nam không thể không bao giờ mà công khai chuyện này ra hết. Ở đây á, chúng ta có thể thấy rằng là quy định rất là rõ về việc thông tin, về việc thông báo tổ chức thực hiện chuyến bay chuyên cơ. Đây là quy định của chính phủ. Nó không phải là một hãng xe ất ơ nào đó, mà ngay cả chuyện là một hãng xe thì đi việc mà bạn nào ra ngoài đường hoặc là quen ai làm nhà xe mà thử xin quá giang đi nhờ kiểu đó coi thử có ai chấp nhận hay không. Trả lời cái kiểu này là không chấp nhận được. Bởi vì cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là 94 văn phòng đầu não, văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, văn phòng Chính phủ. Và chưa hết nữa rằng là những người mà được đi cùng á, nó cũng có nằm trong danh mục rõ ràng. Doanh nghiệp trong trường hợp nhận được văn báo, trong trường hợp điều 17 của nghị định số 3, trong trường hợp nhận được văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam muộn hơn thời gian quy định thì phải báo ngay cho các cơ quan đơn vị liên quan về các khó khăn vướng mắc. Rõ ràng ở đây rằng là để tổ chức một chuyến bay chuyên cơ nó hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng, mà ở ở trong chỗ việc này á, nó cũng có rất là rõ rằng là những người mà đi cùng là chủ trì phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam sắp xếp quản lý và thông tin về đoàn doanh nghiệp, báo chí đi cùng trên chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam. Đó, xác định rằng là đối tượng bây giờ là đoàn doanh nghiệp và báo chí đi cùng, đi trên chuyên cơ phải là như vậy. Chín người kia không thể từ trên trời rớt xuống được. Và danh sách của hai người, ít nhất là chín, nếu mà bảy, chín người chưa lộ ra, thì ít nhất hai người bị trục xuất về. Việt Nam phải biết rõ hơn ai hết chứ. Bây giờ ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời như vậy thì các bạn tính sao? Ở đây, người phát ngôn của văn phòng Quốc hội cho thấy rằng là có chỉ đạo, đang né né tránh để giảm trách nhiệm cho Chủ tịch Quốc hội. Bởi vì đoàn này là đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn mà. Và rất là rõ rằng tất cả các cái hoạt động ở trên diễn đàn đầu tư và thương mại này đó là ghi rất là rõ nè. Diễn đàn là do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc cùng Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc cùng dự, có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, trưởng ban kinh tế đối ngoại ngoại giao Hàn Quốc, rồi Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc và 350 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Rõ ràng là diễn đàn này không thể nào mà không có tên của những người như vậy. Đi trên một chuyến chuyên cơ mà không có thông tin như gì, người ta chỉ nói rằng là cho đi nhờ. Hóa ra bây giờ đi vượt biên dễ quá các bạn. Và đi vượt biên mà được bảo kê bằng chuyên cơ của văn phòng Quốc hội thì oách quá. Ở cái câu trả lời ngày hôm nay, hôm qua Quỳnh cũng nghĩ nói rằng là Quỳnh cũng nghĩ rằng là họ sẽ đợi phát ngôn. Nhưng mà cái phát ngôn kiểu là hài hước như thế này thì chắc là chỉ có ở văn phòng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thôi. Khái niệm đi nhờ chuyên cơ
Từ đây bộc lộ ra một vấn đề khác, đó chính là vấn đề chung chi để trèo lên chuyên cơ. Thường á, từ văn phòng thủ tướng cho đến văn phòng chính phủ, rồi văn phòng quốc hội, văn phòng chủ tịch nước á, nếu như mà đi gọi là đi công tác đặc biệt sử dụng đến chuyên cơ thì rõ ràng họ sẽ có bộ sậu đi cùng, tháp tùng là ai, danh sách đó phải được biết, thậm chí là nhà báo nào có nhiệm vụ lo cho, lo thông tin, lo PR, lo và doanh nghiệp đi cùng cái chuyến đó nữa là đều được sắp xếp hết, được rõ ràng hết, được lên cơ cấu hết. Nhà báo nào nằm trong nhóm nào đi như thế nào và doanh nghiệp nào nằm trong nhóm nào là nằm trong một cái lộ trình lobby hết. Như vậy mình thấy rõ ràng rằng là bỏ bao nhiêu tiền, bỏ bao nhiêu tiền để có một suất như thế, và đi một suất như thế này thì người ta nhận được cái gì. Ở đây á, đi theo cái con đường này vừa oai vừa oách vừa an toàn, và chắc gì ở các đoàn khác người ta không có cái tình trạng chung chi đúc này. Bởi vì nếu như mà báo Hàn Quốc trong vụ này, Quỳnh phải công nhận là đài MBC News của Hàn Quốc á, họ làm rất là tốt, họ nêu rất rõ, nêu Bộ Tư pháp và nêu rõ ràng là Bộ Ngoại giao luôn. Nhưng mà khi mà nói ra thì có người né bớt trách nhiệm, bởi vì còn có Bộ Kế hoạch và Đầu tư nữa. Ở đây thấy nguyên một cái quy trình làm việc như vậy, và nó hoàn toàn nó không phải là chuyện tùy tiện, nó hoàn toàn không phải là chuyện muốn thì cười, muốn thì vui như thế này. Và rõ ràng rằng là trong các cái trách nhiệm có liên quan, nó không phải là một cái câu trả lời ở một cái buổi nói chuyện của làng xã, đây là trả lời của đại diện quốc gia. Và nếu mà bạn nào đem dịch cái tin này cho Hàn Quốc xong rồi gửi cho MBC, hồi sáng bạn Quỳnh nói là để anh dịch cái tin này bằng qua tiếng Hàn Quốc rồi anh gửi vô email của MBC News xem họ sẽ đưa tin tiếp theo như thế nào. Thực ra Quỳnh cũng khuyến khích các bạn, bạn nào có khả năng cứ làm như thế. Bởi vì cái cụm từ đi nhờ đó, hồi sáng bàn nhau dịch như thế nào về cụm từ đi nhờ đó, thì nói tới nói lui hai anh em mới nói với nhau, không biết là lúc thằng cha đó chả phát biểu như vậy, chả phúc chả phát biểu như vậy, chả có thấy nhục không, chứ bây giờ tao ngồi nhờ dịch lại là thấy nhục lắm rồi đó. Như vậy mình có thể thấy nó không có gì, không có gì mà nhục nhã hơn là khi bị báo chí nước ngoài khui ra thì trả lời với người dân Việt Nam bằng một cách vô trách nhiệm như vậy. Tôi đâu có biết gì đâu, bên phía chỗ tổ chức họ nói cho đi nhờ thì đi nhờ. Chuyên cơ này là tiền thuế của nhân dân đó, thưa quý vị. Để sắp xếp một cái chuyến bay như vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Tiền của những người này đi công tác, đi ngoại giao là tiền thuế của nhân dân đó. Chính phủ chả, nhà nước chả phải đang vận hành từ tiền thuế của người dân hay sao? Mà tiền thuế của người dân được đưa ra để tạo điều kiện cho những người có tiền, có quan hệ đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội đi vượt biên một cách dễ dàng như vậy hay sao? Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là họ xem chúng ta như những con lừa, muốn nói cái gì thì nói. Hôm qua thì cho chúng ta vui chút xíu, cho chúng ta thả xa xả bớt áp suất ra, chúng tôi lắng nghe quốc hội, chúng tôi lắng nghe bà con, chúng tôi bây giờ không làm đường sẽ đổi đấu thầu, sẽ thế này thế kia với Trung Quốc và sẽ hủy hình thức sơ tuyển đấu thầu nước ngoài, cho bà con vui chút thôi. Rồi hôm nay làm bà con bật ngửa hết với cái quyết định là đi nhờ máy bay. Và đây đó, bây giờ đó, sắp tới là Tổng Bí thư Chủ tịch nước, người
chú yêu quý của rất nhiều bạn ở Việt Nam đi Mỹ đó. Lên danh sách xem doanh nghiệp nào, cá nhân nào sẽ đu càng theo máy bay trong chuyến này. Và các lịch trình chuyến đi của các lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Nếu như nói một cách đơn giản là đi nhờ, thì hóa ra là an ninh quốc gia, sinh mạng của lãnh đạo cũng là quan trọng mà. An ninh quốc gia Việt Nam đơn giản như vậy sao? Ai xin đi cũng được hả? Chỉ có quen biết, chỉ có cần có một chút xíu quan hệ đánh tiếng là trèo lên được chuyên cơ hay sao? Ở đây nó là một cái lỗ hổng về mặt pháp lý, và cái lỗ hổng đó nó tồn tại rất nhiều năm qua. Nó là mảnh đất, là thị phần của rất nhiều bộ làm ăn với nhau, bởi vì trong một cái chuyến đi tháp tùng như thế thì mạnh doanh nghiệp nào, mạnh đơn vị đó sẽ tính toán chiến lược, sẽ có bài toán chiến lược cho riêng mình. Và ngày hôm nay, các bạn nhớ là ngày 25 tháng 9, với phát ngôn từ phía của đại diện của văn phòng, người phát ngôn của văn phòng Quốc hội, là các bạn biết thêm một cái khái niệm mới, đó chính là đi du lịch, đi theo đoàn chuyên cơ và đi để vượt biên bằng cách bước lên chuyên cơ là cách an toàn nhất. Mà ở đó, mặc dù đã có là xử lý nghiêm về pháp luật, xử lý nghiêm về theo quy định của pháp luật, nhưng mà xử kiểu gì thì không biết, bởi vì từ cuối tháng 12 năm 2018, thưa quý vị, mà đến bây giờ là 9 tháng sau, chưa thấy thông tin gì. Quy trách nhiệm hết các bạn. Bộ Công an làm việc kiểu gì, xử lý tới đâu rồi? Báo chí đi khai thác đi. Sau khi trả lời, sau cái phát ngôn này của người phát ngôn văn phòng Quốc hội, thì báo chí có thêm chuyện để làm rồi đó. Báo chí trèo lên, báo chí có thể chạy thẳng đến Bộ Công an để hỏi rằng là người phát ngôn bên kia nói như vậy, thì bây giờ thông tin cho báo chí, quyền thông tin mà, báo chí phải có thông tin. Tiến trình điều tra, tiến trình giải quyết của Bộ Công an đến đâu rồi? Và bắt đầu hãy liên lạc với các bộ như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp để hỏi đi, thưa các bạn nhà báo. Các bạn có rất là nhiều việc để làm và người đọc đang chờ vào sự phụng sự của các bạn. Và ở đó đó là mình có thể thấy luôn, nếu ai né tránh trả lời báo chí vấn đề này ở trong lúc này, thì mình phải xem rằng là họ cố tình che giấu thông tin, bất hợp tác. Và những cá nhân nào né tránh như vậy là phải bị lôi ra. Thực ra đó, nguyên cái chủ đề mà nói về chuyện bỏ trốn này của Quỳnh á, thì các bạn á, mà dư luận viên á, các bạn không có tham gia vào cả hai cái livestream trực tiếp. Các bạn đợi mình offline rồi thỉnh thoảng các bạn vào viết một câu, các bạn trả lời, các bạn vào viết một câu hai câu, rồi các bạn theo kiểu rằng là phải có người này người kia, có những cá nhân, có vài con sâu, một bầy sâu chứ vài con sâu gì. Đây là chuyên cơ, thưa các bạn dư luận viên, nhắc đi nhắc lại, đây không phải là xe đò, mà ngay cả xe đò thì bạn cũng có thể tự tiện bước lên quái gian như vậy. Đây là chuyên cơ chở chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các lãnh đạo cấp cao, bộ trưởng thứ trưởng, nó không phải là xe chở heo, và chính con người kia cũng không phải là động vật bắt bỏ lên được. Các bạn nên nhớ, nếu các bạn nói rằng là có người này người kia thì hóa ra các bạn xem cái chuyên cơ đó như là cái xe chở heo hay sao? Cho nên đừng đừng canh lúc mà mình không online. Mình rất là hoan nghênh tất cả các bạn vào những chủ đề như thế này để mà các bạn phản biện với mình. Mình sẵn sàng trả lời, phản biện trực tiếp với các bạn trên kênh YouTube của mình.
Kể cả YouTube hay Facebook livestream mình cũng đều chào đón các bạn hết và mình không có né tránh các bạn như các bạn xả rác trong nhà mình. Thật sự các bạn vào xả rác mình xé một mình xóa rất là dễ thôi. Nhưng mà nếu các bạn muốn có câu trả lời trực tiếp như mình thì mình cũng mời gọi các bạn. Thì vào thẳng đi. Vì những chủ đề như thế này rất cần sự phản biện từ phía các bạn. Các bạn đang là các bạn lực lượng AK47 phải phản biện chủ đề này, bởi vì chủ đề này chính là giữ gìn thể diện cho lãnh đạo, cho các lãnh đạo cộng sản, cho những người sai khiến các bạn đó. Và đây cũng chính là lúc mà những người khác thấy quan điểm. Rõ ràng với những chuyện như thế này, bọn phản động suốt ngày nó rêu rao rằng là xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiên đường, hạnh phúc, đất nước hạnh phúc là thiên đường xã hội chủ nghĩa, tại sao người ta bỏ trốn khỏi thiên đường? Và qua cái câu chuyện ngày hôm nay đó, thì là các bạn nhớ rằng là bỏ trốn khỏi thiên đường, đi qua các nước giãy chết, cách dễ nhất mà những người có tiền, có quan hệ với văn phòng Quốc hội Việt Nam đã chọn, đó chính là đu theo máy bay, đi nhờ máy bay. Câu chuyện này với câu trả lời hết sức ấu trĩ, hết sức là coi thường dư luận của người phát ngôn văn phòng Quốc hội ông Nguyễn Hạnh Phúc, thì nó cần có sự vào cuộc từ phía báo chí, cần có áp lực thông tin từ phía người dân, bởi vì các bộ có liên quan, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp phải là những bộ trả lời trước công luận về quy trình đưa người lên chuyên cơ. Và trách nhiệm của những bộ này nằm ở đâu? Chín tên tội phạm là ai và trách nhiệm của Nguyễn Thị Kim Ngân trong vụ vượt biên bán chính thức bằng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Vũ Đông Hà, dân làm báo. Để được ngồi trên chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội, chín người bỏ trốn bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2018 chắc chắn không thể là những tên ra đi tìm đường cứu đói, tìm cách ở lại Hàn Quốc để hợp tác lao động. Cũng không thể là thành phần bất đồng chính kiến, vì họ đã không chạy vào cơ quan công quyền để xin tị nạn chính trị. Do đó, đây phải là những quan chức nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra an ninh vì đã phạm tội làm sai, thất thoát tài sản nhà nước hoặc nằm trong tầm ngắm của chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Tóm lại, đây là một cuộc đào thoát chính trị, bỏ cả hộ chiếu, trong bối cảnh đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Bộ Kế hoạch Đầu tư là thủ phạm tổ chức vượt biên bằng chuyên cơ Quốc hội. Dựa vào truyền thống đi nhờ chuyên cơ của lãnh đạo đảng và nhà nước, thì những kẻ nào được bước lên chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội phải là những tay to, mặt lớn, phải đóng một số tiền khổng lồ. Số tiền này không phải chỉ để đi nhờ máy bay, đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn và chuyện chính là quá giang cái bóng của bà Chủ tịch để nâng cao uy tín và vị thế làm ăn. Do đó, cả đám ngồi trên chuyên cơ là một lũ bầy đàn hợp tác, trả tiền cho nhau để hai bên đều có lợi. Trong trường hợp của sự cố tháng 12 năm 2018, ẩn nấp trong một lũ bầy đàn tai to mặt lớn này là chín tên tìm đường vượt biên bán chính thức bằng chuyên cơ Quốc hội. Nếu dựa vào tuyên bố của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, theo Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, đơn vị khi được giao nhiệm vụ tổ chức đã chọn lọc, thẩm định danh sách đoàn hết sức cẩn thận, xem xét từng đối tượng rồi gửi cho cơ quan hữu quan có trách nhiệm để tiến hành thẩm tra cho ý kiến thì không thể nào Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể để lọt một phó thường dân phạm tội đang bị an ninh săn lùng lọt vào danh sách của phái đoàn. Không thể không biết những người được duyệt không là những quan chức đang bị điều tra về tội làm sai, thất thoát tài sản nhà nước. Không thể không biết có những đối tượng cán bộ nằm trong tầm ngắm của chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Trong cuộc đấu đá nội bộ, tất cả các phe nhóm đều biết rõ ai là ai, mỗi đồng chí từ phe địch đến phe ta đang ở trong tình huống nào. Do đó, càng nói chọn lọc thẩm định danh sách đoàn hết sức cẩn thận thì càng lộ ra rằng Bộ Kế hoạch Đầu tư biết rõ những người này là ai và nhu cầu là gì. Chính Bộ Kế hoạch Đầu tư hay những ai đó trong bộ này đã đứng ra tổ chức cuộc vượt biên bán chính thức cho 9 tên tội phạm. Câu hỏi đặt ra là liệu Nguyễn Thị Kim Ngân có dự phần và làm chủ bãi vượt biên?
không bằng thuyền như xưa mà bằng chuyên cơ. Trách nhiệm của Nguyễn Thị Kim Ngân. Chưa nói đến việc có dự phần trong phi vụ bỏ trốn hay không, Nguyễn Thị Kim Ngân là người đứng đầu phái đoàn Quốc hội sang Hàn Quốc. Bà ta phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi của tất cả thành viên trên chuyến chuyên cơ dành cho Chủ tịch Quốc hội. Theo nguyên tắc ngoại giao và thủ tục hải quan của Hàn Quốc, bất cứ ai ngồi trên chuyên cơ này đương nhiên là thành viên của phái đoàn Quốc hội Việt Nam. Do đó, không cần biết đến quy trình đi nhờ nào như Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ngây ngô tuyên bố. Những kẻ bỏ trốn là thành viên của phái đoàn Quốc hội Việt Nam sang công tác ngoại giao tại Hàn. Đối với người Hàn, việc thành viên của phái đoàn Quốc hội Việt Nam bỏ trốn là một mối nhục quốc thể cho thể chế Ba Đình. Do đó, Nguyễn Thị Kim Ngân phải chịu trách nhiệm đối với thể diện của một chủ tịch quốc hội và danh dự của quốc gia khi 9 người trong phái đoàn bỏ trốn. Khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Kim Ngân phải có trách nhiệm công bố. Thái độ im lặng, cố tình che giấu việc 9 thành viên của phái đoàn bỏ trốn bất hợp pháp vào thời điểm đó của bà Ngân là hành vi vô trách nhiệm, xem thường luật pháp. Cách hành xử như thế của một chủ tịch quốc hội cũng là một sỉ nhục quốc thể Việt Nam dưới mắt nhìn của chính giới Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2018 và bị báo chí Hàn Quốc phanh phui vào tháng 9 năm 2019. Bây giờ, gần một năm trôi qua, Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiếp tục im lặng, xem như chuyện bỏ trốn của những thành viên trong phái đoàn quốc hội không liên quan gì đến mình. Đây lại thêm một hành vi vô trách nhiệm. Bất luận 9 kẻ này là ai, thuộc thành phần nào của phái đoàn Việt Nam, đây là những phạm nhân đối với luật pháp Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Từ đó, giấu giếm vụ việc từ ban đầu phải được xem như là một hành vi tiếp tay với tội phạm. Và cho đến lúc này, cả 10 tháng sau, vẫn không công bố danh sách tội phạm là sai trái chồng lên sai trái. Khi không rõ tội phạm là ai, người dân có quyền đồn đoán và đặt câu hỏi 9 người này có thực sự không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam, theo lời Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hay không? Câu hỏi đặt ra, Nguyễn Thị Kim Ngân có phải là tòng phạm? Nếu không dự phần đi nữa, thì khi phát hiện 9 người bỏ trốn, bà Ngân biết rõ họ là ai và nguyên do bỏ trốn. Chính vậy mà bà ta phải im lặng và tìm cách cho vụ việc chìm xuồng. Vì đây là một cuộc đào thoát chính trị do đấu đá trong nội bộ đảng cầm quyền. Đó cũng là lý do mà đến bây giờ không ai biết 7 người còn lại lẩn trốn và ngay cả 2 người bị Hàn Quốc trục xuất về lại Việt Nam là ai. Dù không dự phần thì Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn là tòng phạm, im lặng là đồng lõa, cho chìm xuồng là tiếp tay. Bây giờ, để tìm cách chứng tỏ có tinh thần thượng tôn pháp luật, qua Nguyễn Hạnh Phúc, bà chủ tịch bắn ra thông điệp. Văn phòng Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bên liên quan, cơ quan chức năng Hàn Quốc tìm trục xuất những người đang bỏ trốn về Việt Nam, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là tuyên bố cố tình mập mờ về thời điểm. Nó cố tình không xác nhận khi nào Văn phòng Quốc hội đề nghị Bộ Công an, lúc vụ việc vừa mới xảy ra vào tháng 12 năm 2018, hay sau khi chuyện đã bị vỡ đê. Nội dung tuyên bố lù mù trên cho thấy xác suất cao là đến bây giờ, khi không còn giấu giếm được nữa, thì mới có chuyện đề nghị công an vào cuộc. Công an vào cuộc lúc nào và kết quả sẽ ra sao? Thì hành vi che giấu, không công bố vụ việc 9 thành viên bỏ trốn khi vừa mới xảy ra, im lặng gần một năm cho đến khi đổ bể và tiếp tục không công bố danh sách những tên tội phạm này của Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, trưởng phái đoàn công du Hàn Quốc, phải được xem như là một tòng phạm, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong cuộc tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 349 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bài viết của tác giả Vũ Đông Hà đăng trên Dân Làm Báo ngày 26 tháng 9 năm 2019.